Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam, Lào và thành phố Hải Phòng với tỉnh Viêng Chăn và U Đông Say. Với quyết tâm đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp 30 tháng 4 tới, các đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực phương tiện, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo mở rộng đường tỉnh 354 đoạn qua cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả và bốn tại chỗ để hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xỉn Lạ Vông Khút Phai Thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào, dẫn đầu cùng phu nhân đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, cùng dự có đồng chí Sang Phết Hùng Buôn Nhuông, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ trì tiếp làm việc với đoàn có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tới thăm và làm việc tại thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong lĩnh vực hợp tác giữa hai địa phương thì hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng đảng và chính quyền, giáo dục và đào tạo, y tế, đầu tư thương mại, du lịch và nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Hội hữu nghị Việt-Lào thành phố là một trong những hội có quy mô lớn nhất và hoạt động thường xuyên đa dạng với 12 chi hội và 3.700 hội viên. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó gắn kết tình cảm giữa nhân dân và hai nước láng giềng. Hàng năm, thành phố tiếp nhận và đào tạo 25 học sinh của tỉnh Viêng Chăn và tỉnh U Đôm Say học tiếng Việt và học đại học tại Đại học Hải Phòng và Đại học Y Dược Hải Phòng, căn cứ theo nguyện vọng và năng lực trình độ của các em sinh viên. Các hoạt động giao lưu hữu nghị, thông tin tuyên truyền với hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả cũng đã góp phần gắn kết và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Hải Phòng với các địa phương của Lào. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các địa phương của Lào tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội của Lào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xỉn Lạ Vông Khút Phai Thun chia sẻ, so với hơn 10 năm trước đây đến thăm thành phố, thì Hải Phòng hôm nay thực sự có bước phát triển bứt phá rất ấn tượng. Đồng chí Xỉn Lạ Vông Khút Phai Thun cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền thành phố với các tỉnh Viêng Chăn và U Đôm Say của Lào, trong đó có việc đào tạo cho học sinh của Lào tại các trường đại học của thành phố và mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác của Lào, đặc biệt là trong công tác dân vận, tôn giáo, đào tạo, tập huấn cán bộ. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, chúc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, thay mặt Đảng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Xỉn Lạ Vông Khút Phai Thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao huân chương tự do Isala hạng 2 của Đảng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng vì có những thành tích đóng góp xuất sắc vào quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương Mặt trận Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc phát huy mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tin tưởng, Đảng, Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và thành phố Hải Phòng với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh U Đôn Xoay nói riêng. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023. Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức khánh thành Trung tâm Chính trị Hành chính quận và khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính công thân thiện, tận tụy, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm Chính trị Hành chính quận Ngô Quyền được xây dựng trên diện tích 13.600m2 thuộc khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, với điểm nhấn là tòa nhà làm việc 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích sàn 7.810m2. Trung tâm hội nghị quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 1.150m2. Khu vực quảng trường rộng với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống đài phun nước tạo cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. Đặc biệt, Trung tâm Chính trị Hành chính mới được lắp đặt các thiết bị đồng bộ, thông minh, hiện đại, có tính tương tác cao như Trung tâm Điều hành Thông minh IOC, Bộ phận Một cửa, Hội trường, các phòng họp số. Thay mặt lãnh đạo thành phố, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc tăng cường hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, hướng đến mục tiêu ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân và vì lợi ích của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các sở, ngành, thành phố, tinh thần trách nhiệm của người dân và các cơ quan tổ chức trong vùng ảnh hưởng của dự án đã đồng thuận bàn giao 22.000 m2 đất kịp thời phục vụ thi công dự án. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần lao động tích cực, khẩn trương của các nhà thầu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Nối tiếp truyền thống từ nhiều năm qua, những năm gần đây, quận Ngô Quyền tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng với vị trí là quận trung tâm của thành phố. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ quận Ngô Quyền. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động thành phố, chủ trì lễ phát động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, thành phố có chủ đề là tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ngành địa phương cần tập trung quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm của các đơn vị hoạt động dịch vụ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn và quan trắc môi trường lao động. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại cuộc họp kiểm tra về thực hiện công tác chống khai thác IUU và kế hoạch đón tiếp làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ, trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và các quận huyện tập trung cao, quyết liệt triển khai và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chống khai thác IUU. Trong đó kiên quyết không để xảy ra việc tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, quản lý, nắm chắc di biến động các tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đối với tàu cá mất kết nối, bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường cảng cá, bến cá, sắp xếp bộ phận một cửa khoa học tạo thuận lợi cho các chủ tàu.
chú trọng tăng cường cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí và hệ thống tuyên truyền ở cơ sở về những nỗ lực của thành phố trong khắc phục IUU. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp các tổ công tác đôn đốc chống thất thu ngân sách nhà nước. Đối với thu thuế trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản, đồng chí Nguyễn Đức Thọ đánh giá cao các sở ngành đơn vị liên quan. Tuy nhiên, so với dư địa và năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trong quý 2 này, các sở ngành đơn vị phải tập trung quyết liệt hơn, ra soát chính xác khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, lập danh sách các doanh nghiệp đã hết hạn được miễn giảm để cục thuế đối chiếu thu thuế, ra soát các doanh nghiệp báo cáo lỗ, chống chuyển giá, tập trung thanh tra kiểm tra thuế với các doanh nghiệp nước ngoài đang nợ đọng thuế, đôn đốc nộp đúng đủ vào ngân sách nhà nước. Đối với nhà thầu xây dựng Vãng Lai, chủ đầu tư và các địa phương phải rà soát, không để thất thu. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử vừa tuyên truyền để người nộp thuế chấp hành, vừa phải có biện pháp mạnh để xử lý doanh nghiệp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với thu thuế xuất nhập khẩu và thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tăng cường quản lý thu hồi và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp cá nhân chây ì nợ thuế, chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về thuế xuất nhập khẩu. Cục Hải quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, tập trung thực hiện dự án kho dự trữ hàng hóa tại quận Hải An, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là mục tiêu cơ bản được đề ra tại Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng lần thứ 38, nhiệm kỳ 2023-2028. 5 năm qua, với sự nỗ lực của đoàn viên công đoàn công ty, đã có 128 lượt đề tài sáng kiến được triển khai, nghiên cứu với tổng giá trị làm lợi trên 96 tỷ đồng. 19 công trình sản phẩm tiêu biểu được đăng ký với công đoàn cấp trên. Công đoàn công ty luôn tích cực tham gia các quỹ từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đặt ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng, trong đó làm tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phấn đấu hàng năm có từ 50% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 3 tập thể và 1 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương, gồm huân chương độc lập hạng nhất cho 1 tập thể, nhân dân và cán bộ huyện Thủy Nguyên, huân chương lao động hạng 3 cho 2 tập thể và 1 cá nhân, tập thể 1. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, 2. Ban nội chính thành ủy, cá nhân ông Lê Như Hải, Bí thư chi bộ, Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Các ý kiến phản ánh gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Ban thi đua khen thưởng, địa chỉ tầng 3, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng, điện thoại liên hệ 0225-3747-154. Quyết tâm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng dịp 30 tháng 4 tới, những ngày này, các đơn vị nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo mở rộng đường tỉnh 354, đoạn từ cầu Khỏe đến cầu Minh Đức qua cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, bảo đảm chất lượng đúng kế hoạch thành phố giao. Tranh thủ thời tiết thuận lợi trên công trường dự án, liên tục 3 ngày nay, nhà thầu tổ chức thi công thảm nhựa phía bên trái tuyến. Thi công trong điều kiện lưu lượng giao thông trên tuyến đông đúc, chủ đầu tư đã có mặt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định. Dự án công trình 354 là bị vướng mặt bằng cũng bị chậm giai đoạn đầu, giai đoạn sau thì nhà thầu cũng tập trung máy móc và đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại là còn vỉa hè đang hoàn thiện nốt, cây xanh và điện chiếu sáng. Nhà thầu đang phấn đấu ở trong tháng 5 là bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Trước đó một nửa phía bên trái tuyến đường đã hoàn thành thảm nhựa asphalt.
hạn chế tình trạng ùn tắc trong khu vực. Dự án cải tạo mở rộng đường tỉnh 354 có chiều dài gần 1,1 km, tổng vốn đầu tư là 65 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Tiên Lãng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, tiến độ đạt trên 90% và sẽ thông tuyến vào ngày mai, 28 tháng 4. Cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách, một số đối tượng đã thành lập doanh nghiệp để mua bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có các hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước. Trước tình hình trên, Tổng cục Thuế ban hành chỉ thị số 01 về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn. Nhiều biện pháp đã được Cục Thuế Hải Phòng triển khai thực hiện. Ngay sau khi có chỉ đạo của Cục Thuế thành phố, Chi cục Thuế khu vực Lê Chân Dương Kinh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành về chỉ thị 01 của Tổng cục Thuế, đồng thời thành lập tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hóa đơn điện tử, tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng chống các tổ chức cá nhân có hành vi mua bán sử dụng hóa đơn không hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế hoặc thu lời bất chính. Thực hiện chỉ thị số 01 của Tổng cục Thuế và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế thành phố, Chi cục Thuế khu vực Lê Chân Dương Kinh để tập trung vào phân tích các doanh nghiệp tăng đột biến về doanh thu, hai là không có tài sản, ba nữa là xuất số lượng hóa đơn lớn nhưng không có hóa đơn đầu vào, bốn nữa là giám đốc doanh nghiệp không phải là người địa phương. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn thì kịp thời xử lý, củng cố hồ sơ, chuyển tin báo sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế vừa công bố triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử trong toàn ngành. Cục Thuế thành phố Hải Phòng giao nhiệm vụ cho Phòng Công nghệ Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút chuẩn bị để đưa vào vận hành trong tháng 5 này, nhằm tăng cường công tác rà soát hóa đơn, đánh giá rủi ro, thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Với hàng tỷ hóa đơn và đa dạng hóa các hàng hóa dịch vụ khác nhau, khi cần tập trung kiểm soát những hàng hóa trọng điểm rủi ro, công cụ này sẽ giúp cơ quan thuế lọc những hóa đơn mua bán mặt hàng trọng điểm để phân tích chuyên sâu. Với việc thành lập trung tâm cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, giúp cơ quan thuế kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn. Thì cái hệ thống chúng tôi đang xây dựng thì cũng có thể là phân tích cái nhóm hàng hóa và dịch vụ, phát hiện hóa đơn có giá trị hàng hóa, dịch vụ cao bất thường, các cái chuỗi hàng hóa liên quan đến các cái trường hợp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cao, chuỗi kinh doanh một số mặt hàng thuộc diện được hoàn thuế. Hệ thống này có thể phát hiện được các doanh nghiệp đăng ký các mặt hàng kinh doanh này, thế nhưng mà lại xuất hóa đơn các mặt hàng kinh doanh khác. Doanh nghiệp thì các cái doanh nghiệp mà mới thành lập ấy, thì có vốn nhỏ thì xuất cái giá trị hóa đơn lớn. Thế ngoài ra thì hệ thống ứng dụng thì còn được phân quyền khai thác cho các cán bộ quản lý và để các cán bộ quản lý chủ động rà soát, đối chiếu, sàng lọc, xác định được rủi ro. Việc tuyên truyền cảnh báo của cơ quan thuế tới doanh nghiệp về rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử cũng được tập trung thực hiện. Nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế cũng đã nhận thức được hành vi sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Qua tuyên truyền của ngành thuế thì chúng tôi cũng nắm được các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi cũng đã kịp thời rà soát lại những cái hồ sơ chứng từ của chúng tôi làm sao cho phù hợp để tránh không bị là vi phạm về pháp luật trong quá trình mà sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi cũng hiểu rõ rằng cái việc mà sử dụng những hóa đơn điện tử mà không đúng với pháp luật có thể là vô tình hoặc là cố ý thì cũng sẽ để lại những cái hậu quả mà đáng tiếc cho doanh nghiệp. Cũng như là ví dụ như là sẽ không bị loại trừ, không được khai khấu trừ thuế VAT, cũng như là không được tính vào cái chi phí hợp lý hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số trường hợp gian lận thuế. Để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123 và Thông tư số 78, tránh bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Cục Thuế thành phố Hải Phòng cảnh báo người nộp thuế một số nội dung như: người nộp thuế khi đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử thì phải có trách nhiệm xuất hóa đơn đúng thời điểm đối với mọi giao dịch bán hàng hóa,
cung cấp dịch vụ, bao gồm cả hoạt động xuất khẩu. Thực hiện nghiêm túc việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, nghiêm cấm các hành vi bán hàng hóa không lập hóa đơn, lập không hóa đơn, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp này để chứng minh cho hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nghiêm cấm việc người bán đơn phương hủy hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã đã gửi cho người mua và người mua đã kê khai thuế. Người nộp thuế quản lý chặt chẽ chữ ký số của doanh nghiệp, chỉ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hóa đơn điện tử hợp pháp và thường xuyên truy cập vào trang hóa đơn điện tử .gzt.gov.vn của Tổng cục Thuế để đối soát hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử. Mọi hành vi vi phạm về việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn đều bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Trong phần tiếp theo của chương trình, người trẻ với tư duy đổi mới, khả năng nhạy bén, thích ứng với mọi hoàn cảnh là lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả và bốn tại chỗ để hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra. Người trẻ với tư duy đổi mới, khả năng nhạy bén, thích ứng với mọi hoàn cảnh là lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp. Cùng với đó thì sự đồng hành hỗ trợ từ các ban ngành đoàn thể cũng góp phần thôi thúc, truyền cảm hứng để thanh niên khởi nghiệp tự tin, vững vàng ngay từ điểm xuất phát. Bắt đầu triển khai từ năm 2020, đến nay trang trại chăn nuôi gà thịt rộng hơn 1.000 m2 của anh Nguyễn Văn Mừng tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng đã phát triển quy mô hơn 1.000.000 con, cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng mỗi năm. Tôi cũng được các anh niên hỗ trợ cho vay vốn 100 triệu cho đi tham quan các mô hình chạy gà người ta nuôi trước để mình học hỏi kinh nghiệm để về áp dụng vào chuồng trại nhà mình. Cụ thể hóa phong trào đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng đã tập hợp các doanh nghiệp, doanh niên trẻ cùng hỗ trợ nhau phát triển, tổ chức nhiều chương trình tập huấn, định hướng cho sinh viên, thanh niên khởi nghiệp thành công. Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã thành lập câu lạc bộ đầu tư vào khởi nghiệp để tạo ra một cái nơi có thể kết nối giữa những cái thanh niên khởi nghiệp, và thông qua câu lạc bộ thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ về mặt kiến thức, kỹ năng cho những cái sinh viên, học sinh sinh viên cũng như là các thanh niên có nhu cầu muốn khởi nghiệp. Trong thời gian vừa qua, thành đoàn cũng đã phát huy rất là tích cực cái vai trò của mình, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ nguồn vốn thông qua cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, rồi thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm qua kênh của Trung ương đoàn, rồi ký kết với một số ngân hàng thương mại để có những chính sách ưu đãi hỗ trợ về vốn đối với thanh niên khởi nghiệp. Thời gian qua, rất nhiều mô hình thanh niên được tiếp cận và vay vốn để khởi nghiệp từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên, như tiếp thêm động lực để người trẻ dám nghĩ, dám hành động, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Gần đây, số ca nhiễm COVID-19 gia tăng đáng kể tại nhiều địa phương nhằm ngăn chặn nguy cơ tái lây lan dịch bệnh trên diện rộng, ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Các doanh nghiệp được khuyến cáo chủ động triển khai một số giải pháp ứng phó linh hoạt phù hợp với thực tế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng hiện có khoảng 3.000 lao động. Trước diễn biến dịch bệnh có chiều hướng gia tăng những ngày gần đây, công ty khuyến cáo người lao động nếu thấy biểu hiện bất thường cần hạn chế tiếp xúc tại các khu vực đông người trong nhà máy. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc ứng phó với cái đợt Covid lần trước, nên là cũng hiện tại thì vẫn đang giữ thái độ bình tĩnh nhưng mà cũng không chủ quan. Thì chúng tôi có chủ động theo dõi cái diễn biến của dịch sẽ như thế nào. Sau đó thì chúng tôi cũng có một số các cái biện pháp truyền thông trong nội bộ theo cái công văn chỉ đạo của Ban Quản lý Khu Kinh tế. Và ngoài ra thì một số các biện pháp như là nhắc nhở mọi người chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ vệ sinh chung. Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử nên các khu vực của nhà máy luôn được chú trọng đảm bảo vệ sinh, môi trường sạch sẽ. Hiện hơn 96% cán bộ công nhân viên công ty đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.
cũng tuyên truyền thêm cho người lao động về việc chủ động tiếp tục tiêm các loại vaccine để có thể nâng cao cái sức đề kháng. Và với những ai mà có những cái dấu hiệu nghi ngờ thì chủ động kiểm tra để tránh lây lan, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất chung. Đối với cán bộ công nhân viên người nước ngoài thì hay phải có các lịch trình mà xê dịch ạ, thì chúng tôi cũng có những cái thông báo trong nội bộ và cũng khuyến cáo họ một số các cái biện pháp chủ động phòng tránh. Quan tâm sát sao, chủ động ứng phó với dịch bệnh là giải pháp hữu hiệu để hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất. Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp về tiêm vaccine, Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người lao động thực hiện khử khuẩn, đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới. Theo dự báo, thì năm nay thời tiết sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các ngành chức năng và các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hệ thống đê điều thành phố hiện có 24 tuyến đê với chiều dài gần 417 km, trong đó đê biển có chiều dài hơn 58 km, đê sông có chiều dài hơn 230 km. Ngoài ra, còn có hơn 90 km đê các loại và 388 cống dưới đê. Qua kiểm tra đánh giá, toàn hệ thống đã có hơn 335 km đê ổn định, bảo đảm an toàn, chiếm hơn 80%. Hơn 72 km đê kém ổn định chưa bảo đảm an toàn, chiếm tỷ lệ 17%, và 9,5 km đê xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, chiếm tỷ lệ 2,47%. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đang khẩn trương tổ chức thi công, tu bổ để hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão, đặc biệt là trên toàn địa bàn thành phố hiện đang triển khai thi công để gấp rút hoàn thành 16 cống dưới đê. Đây là các cái cống sung yếu được xây dựng lại để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, ngay từ đầu năm, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức diễn tập, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ra soát bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão. Hiện nay, toàn thành phố đã xây dựng 15 phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu. Đối với công trình đê điều thì các biện pháp công trình là chúng ta phải thực hiện tốt và đồng thời là thực hiện các biện pháp phi công trình, đó là thực hiện tốt các cái phương án, có kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng lực lượng, rồi chuẩn bị vật tư, nhân lực để đáp ứng yêu cầu theo cái phương châm bốn tại chỗ và tổ chức diễn tập để bổ khuyết những cái tồn tại, khắc phục những cái hạn chế khiếm khuyết của các cái phương án để đảm bảo sẵn sàng ứng phó tốt hơn các cái tình huống thiên tai trong thực tế có thể xảy ra. Để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả và bốn tại chỗ để hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra, góp phần quan trọng vào việc ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn cho người dân thành phố. Trong những ngày giữa tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân tiếp nhận tố giác về tội phạm của nhiều quần chúng nhân dân về việc bị đối tượng dùng cùng một thủ đoạn phá kính xe ô tô rồi trộm cắp tài sản trong xe. Chiều qua, cơ quan này đã có những thông tin chính thức về vụ việc cũng như đối tượng gây ra vụ việc trên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân đã xác định đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn Trường Lâm, sinh năm 1993, đăng ký thường trú tại số 52/2/213 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện, đối tượng đã lẩn trốn ra khỏi thành phố. Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Lê Chân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày truy bắt qua các địa phương đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thu giữ công cụ gây án và áp giải đối tượng về Công an quận Lê Chân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngay từ ban đầu, đối với cái vụ án này đấy, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là khó khăn là đối tượng, nhất là đối tượng này gây án vào cái thời điểm mà rất là muộn, từ tầm 2 đến 3 giờ sáng. Đấy, thời điểm này rất là vắng vẻ, nhân chứng về cơ bản là không có. Khó khăn cái thứ hai nữa là chính bản thân những người bị hại trong những cái vụ án vụ việc này
Đấy, thì là có những cái người trong xe đấy thì tài sản cũng chưa có nhiều, cho nên là chỉ bị đập phá xe thôi, cho nên là người ta ngại cái việc mà tố giác với cơ quan công an đấy, để tiến hành các biện pháp điều tra. Qua công tác đấu tranh, đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ đập phá kính xe ô tô và lấy tài sản trong xe trên địa bàn thành phố. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và đề nghị ai là bị hại có liên quan đến các vụ việc trên đến công an quận Lê Chân để trình báo và phối hợp điều tra. Từ năm 2014 đến 2018, trên địa bàn huyện Cát Hải đã xảy ra 9 ca ngộ đập so biển khiến 1 ca tử vong. Vào cuối tháng 3 vừa qua, trên địa bàn huyện lại xảy ra một số ca ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc. Vụ việc trên một lần nữa cảnh báo nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe người dân, đặc biệt là trong mùa du lịch và khi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang tới gần. Bệnh nhân nữ 62 tuổi ở xã Phù Long nhập viện trong tình trạng nói ngọng, tê lưỡi, yếu tay chân. Nhận định đây là ca ngộ độc cá nóc, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Cát Hải tiến hành hội chẩn, rửa dạ dày cấp cứu cho bệnh nhân. Vào trong tình trạng là nặng, bệnh nhân thì đã được tua trực cấp cứu kịp thời. Sau khi theo dõi khoảng tầm một tiếng thì bệnh nhân xuất hiện cái cơn nặng hơn, đó là cái ngừng thở. Đấy, đã được tua trực, đặt ống nội khí quản, bóp bóng, ép tim, dùng các thuốc vận mạch. Trung tâm Y tế đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị tiếp. Đấy, và sau 3 ngày thì cái tiến triển không tốt, thì Bệnh viện Việt Tiệp lại tiếp tục chuyển bệnh nhân lên Bạch Mai, trung tâm A9. Và đến thời điểm này thì bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, cũng chưa được cải thiện. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm trên là do người dân thiếu kiến thức về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với một số loại hải sản chứa độc tố. Để tránh ngộ độc hải sản, đặc biệt là cá nóc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền đến nhân dân các địa phương vùng ven biển về cách phòng ngừa ngộ độc hải sản. Đối với lại các cái khu du lịch như là Cát Bà, Đồ Sơn, tăng cường các cái biện pháp kiểm tra giám sát với các cái cơ sở khác, thì Chi cục An toàn thực phẩm sẽ phối hợp cùng với lại trung tâm y tế cũng như là trạm y tế của các cái phường, xã, thị trấn để giám sát các cái cơ sở mà chế biến thực phẩm. Và nếu như mà phát hiện những cái nguy cơ về an toàn thực phẩm thì sẽ có những cái biện pháp hướng dẫn và khắc phục kịp thời. Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho du khách cũng như người dân trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch sắp tới, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn bị đầy đủ các phương tiện sơ cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận điều trị đối với các ca ngộ độc thực phẩm do cá nóc, sò biển và một số loại hải sản chứa độc tố gây ra. Căn cứ kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia năm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến tổ chức trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc dịp FIFA Day vào tháng 6 tới. Sáng nay, đoàn có chuyến khảo sát tại sân vận động Lạch Tray. Vì là trận đấu của đội tuyển quốc gia nên các điều kiện cơ sở vật chất cũng như công tác tổ chức phải bảo đảm theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Đây cũng là dịp người dân thành phố được theo dõi trực tiếp trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Lâu lắm rồi thì chúng tôi mới lại được quay lại với Hải Phòng để đưa lại một cái trận đấu mà giao hữu mang tính chất đội tuyển quốc gia. Bây giờ các trận đấu của đội tuyển quốc gia sẽ được chúng tôi tiến hành trên các sân lân cận của các cái tỉnh thành gần thủ đô Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ bà con. Tại cuộc làm việc, Sở Văn hóa Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất một số vấn đề liên quan đến an ninh, bản quyền, phát hành vé và các thủ tục cần thiết theo quy định. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện để trận đấu thực sự trở thành ngày hội của người hâm mộ thành phố, bảo đảm hình ảnh đẹp trên tất cả các khán đài của sân vận động Lạch Tray. Chúng tôi nghĩ rằng khán giả Hải Phòng là khán giả hết sức cuồng nhiệt và fair play đối với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Mong rằng khán giả Hải Phòng sẽ chấp hành tốt và tất cả những vấn đề về đảm bảo về an ninh an toàn tuyệt đối cho một trận đấu quốc tế theo tiêu chuẩn của AFC. Sau khi hai bên thống nhất về các điều kiện cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ làm tờ trình báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xin phép tổ chức trận đấu phục vụ nhân dân vào tháng 6 tới, bảo đảm tuyệt đối về an ninh an toàn đúng quy định tiêu chuẩn của một trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế.
Tuyến đường Đình Vũ dài khoảng 20 km trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc trục giao thông kinh tế trọng điểm của Hải Phòng, kết nối hệ thống cảng, kho bãi, khu công nghiệp tại khu kinh tế Đình Vũ với hệ thống giao thông quốc gia. Là bộ mặt của thành phố, tuy nhiên, tuyến đường này đang bị ô nhiễm môi trường vì sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân doanh nghiệp. Từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp xây dựng đến phế liệu, tất cả đều bị vứt bỏ bừa bãi dọc hành lang hai bên tuyến đường, nhất là những khu vực đất trống chưa được khai thác sử dụng, trở thành điểm tập kết rác thải. Khi trời nắng, những bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối. Gặp trời mưa, rác thải lẫn với đất cát tràn xuống lòng đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thêm vào đó, rác thải ứ động còn gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước, nên thường xuyên xảy ra ngập lụt tại nhiều khu vực khi mưa lớn. Thực trạng này cũng là phản ánh của nhiều doanh nghiệp của Hải An tại cuộc đối thoại với chính quyền địa phương diễn ra mới đây. Các doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng sớm quan tâm giải quyết, có biện pháp xử lý các tập thể cá nhân thiếu ý thức, trách nhiệm để hoàn trả mặt bằng vỉa hè hai bên tuyến đường sạch đẹp, cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên tuyến. Như thường lệ, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía Bắc thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía Nam thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.